Đây là lẩu kim chi đúng không? Đúng rồi. Lẩu kim chi là một món vô cùng nổi tiếng của Hàn Quốc. Nhưng mà sao thống em trai của Khánh lâu tới bây giờ ta? Ủa? Tới rồi. Nhắm coi cho ta. Mới nhắc là tới liền luôn. Em ruột luôn hả? Ừ. Anh. Nhưng không giống nhau gì đấy. 1, 2, 3, vô. Mọi người biết á, khi mà Khánh ở bên Hàn Quốc á, cái điều mà Khánh cảm thấy ấn tượng và thú vị nhất á, đối với mọi người là cái gì? Cái gì? Không biết là gì không? Đó chính là người Hàn Quốc á, khi mà họ ăn uống với nhau, họ ngồi lại với nhau, họ không có đơn thuần là mạnh ai nấy ăn, rồi sau mà nói chuyện giống như ở Việt Nam mình, mà họ còn sẽ uống rượu với nhau, uống rượu nhưng mà không phải uống rượu bình thường, mà là chơi game. Đó, chơi trò chơi để uống rượu. Ai thua thì sẽ uống rượu, kiểu là như vậy, hiểu không? Nó cũng rất là hay. À, mọi người muốn thử luôn không? Thử đi. Cứ tưởng tượng như bây giờ đang ở Seoul. Rất đơn giản, trò chơi này mang tên là Titanic. Hay quá Trung ơi. Rồi tới cánh luôn Trung ơi. Rồi, để Thảo, cố lên em. Anh hãy tin vào lớp trẻ. Em có vẻ, em bị giật bẻ hả? Sao giật tay em? Ok, rồi tới Trung. Ráng lên. Ôi, xin lỗi. Trời ơi, sao không kịp? Hơi lỡ tay đúng không? Chưa kịp nói. Trời, nó đổ ít thôi. Bây giờ phải uống cả cái này à? Ừ, đúng rồi. Thực ra thì chỉ cần đổ một giọt vô thôi cũng gọi là đổ vô rồi. Nhưng mà thôi, không sao. Gian sự khởi đầu nan, gian nan đừng có nản. Rồi, uống luôn Trung ơi. Uống dữ lắm đó, tủ lượng dữ dội lắm đó chứ không phải là... Đó, thấy chưa? Nói vậy thôi chứ không phải. Uống hết liền, vỗ tay. Quá tuyệt vời. Đây này phải so Khánh thua. Sao thua? Khánh thua sao? Ok, từ để coi có Khánh có thua không nha, chứ Khánh là Khánh có kinh nghiệm chịu lắm đó. Sợ. Thằng Thống toàn nghiệp kia đổ mà nó sợ. Ok. Một giọt nữa. Uống hết nha. Ráng lên. Rồi. Ai. Thua rồi. Thấy chưa, đã bảo rồi. Uống hết đi. Ok, bây giờ mọi người có thử thách nào mọi người cứ đề nghị ra, Khánh sẽ ráng. Bây giờ hát đi. Hả? Hát một bài thì không phải uống. Hát hả? Sao? Ủa Trung ơi, Khánh là diễn viên mà Khánh đâu phải là ca sĩ đâu. Thế sao gọi là được? Thử thách cơ. Ừ ha. Nếu một như... đã hát hay là uống. Ừ. Nhưng mà Khánh hát dở lắm á nha. Không sao, miễn nghe được là được rồi. Ok, sẽ cố gắng. Ok. Mà giờ hát chay hả? Hay là mình có em mới đi học vậy, em có mang đèn không mà. Ok. Đi mới. Ok, quá dễ thương. Bây giờ làm ca sĩ, thần thái ca sĩ nè. Mắt liêm nhiên mơ màng nè. Em vào xong chưa? Vào xong bắt tông cho anh hai vô. Rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi. Em đâu biết anh đâu thế nào. Khoảng lặng phủ kín căn phòng ấy. Tim anh như thắt lại. Và mong đó chỉ là mơ. Vì anh còn yêu em rất nhiều. Giọt buồn làm nhòe đi dòng kẻ mặt. Hòa cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia. Anh khóc cho cuộc tình chúng mình. Cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau. Vì anh đã sai hay bởi vì bên em có ai kia. Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi.
chỉ biết trách bản thân đã mù quáng cho điều một người vô tâm. Từng lời hứa như vẽ sao lạnh lùng cắn thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về sau. Thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn hay cứ mãi xôi lừa. Nhìn người mình thương hơn nhòe đi cay khiến tim này càng thêm đau. Đời từng khiến anh thay đổi là em đã mãi xa rồi. Thôi giấc mơ khép lại, ký ức kia gửi theo gió bay. Thêm câu cuối cho Mực nè. Ok. Thôi giấc mơ khép lại, ký ức kia gửi theo gió bay. Thôi thôi không có đâu. Phải là ngại khác lắm á. Lát cho tôi mang cái này về nhà. Ồ, được. Mang về làm. Nhìn rất là dễ thương, giống như là mình tham gia một cuộc thi game show, mình được tặng một cái quy chương vậy đó. Một cái kỷ niệm chương vậy nè. Đó. Rồi để đây nha. Làm phiền mọi người bàn kế bên quá. Xin lỗi mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi. Bình thường là không dám hát đâu nhưng mà thỉnh một cái chén. Dạ. Nhưng mà hôm nay thấy vui quá là anh hát á. Hay mà. Vui. Cảm ơn mọi người. Vô cái nha. À, cuộc tranh của nhau. Ok, quá vui rồi. 1, 2, 3, vô. Anh chơi đi. Ok. Em thôi.